Hello, xin chào tất cả các học sinh lớp 1 của thầy. Trong video này sẽ sửa cho các em cái mã 202. Thầy sẽ bắt đầu. Câu số 1, người ta hỏi các em cái mệnh đề sai. Mệnh đề sai à? Mệnh đề sai là câu B mấy em. Tại vì theo thầy thấy là câu A, C, D đều đúng. Thầy không có nhớ công thức nhân đôi. Nhưng mà thầy nhớ thầy không nhớ công thức nhân đôi của tan, mà thầy nhớ công thức nhân đôi của sin cos. Và cả ba công thức A, C, D đều đúng, dẫn tới câu B sai. Câu 2, tập xác định của sin là g mấy em. Đừng hiểu lầm tập giá trị nha. Tập giá trị là trừ 2 tới 2, nhưng mà tập xác định là g. Câu 3, tìm vấn đề đúng. Cos là hàm chẵn. Câu 4, tìm nghiệm là câu D. Câu 5, chuyển qua là sin của 4x trừ pi chia 3 bằng 1 phần 2 các em. Như vậy nó hỏi nghiệm dương nhỏ nhất đúng không? Theo thầy á, là mấy em xếp số cho nó mau. Em để số nhỏ nhỏ đi. Và là em con vô, em con từng đáp án vô. Ok. Giờ cái này thầy thấy cái nhỏ nhất à. Cho số 0,1 đi. Ra đây đúng không, em chia pi. Như vậy cái nhỏ nhất là pi chia 8 nha. Câu 6, U5 là thấy số 5 vô đây, là 6 phần 5. Câu B. Câu 7, dãy nào là cấp số cộng? Dãy nào nó theo quy luật ra 1, 2, 4, 5, mỗi cái cộng 1. Câu 8, SN bằng 253 tìm N. Công thức SN là bằng 2U1 cộng cho N trừ 1D. Tất cả chia 2 với N. Thế vô nè, 253 bằng 2U1 là 2 nhân mấy? 2 nhân 3 là 6 cộng cho x trừ 1 nhân 4 tất cả chia 2 nhân N. Rồi các em xích xô, các em tìm cái nghiệm nguyên thôi, ra 1 các em. Thế này là câu B. Câu số 9, tìm số hàng tổng quát. Cái này U1 là 3, còn Q là 3 nghe mấy em. Như vậy UN đó là bằng 3 nhân 3 mũi N trừ 1, như là ra 3 mũi N. Câu A. Câu số 10, tính tổng S5 cấp số nhân nha. Vậy giờ mình tìm Q cái đi. U5 em chia U2 là Q cũng 3 đúng không? 48 chia 6 là 8, vậy trừ 8, cho nên Q bằng âm 2 mấy em. Từ đây mình tính U1, mình sẽ có U1 nhân Q bằng âm 6, cho nên U1 sẽ bằng âm 6 chia âm 2 là 3. SN, S5 á, là bằng U1 nhân Q mũ 5 trừ 1 chia Q trừ 1. Thấy không? U1 là mấy? 3 nhân trừ 2 mũ 5. Khỏi mặt mấy em, tại vì thầy biết luôn âm mà, mũ lẻ mà. Chia cho trừ 2 trừ 1 là 33 nha, là câu C. Câu 11, cái này là cấp số nhân với cái gì? Giờ thế thì Q là 3 rồi nha, 3 mũ ấy đó. U1 đó là các em thấy số 1 đây là 3 mũ 0 là 1. Thế thì số hạng đầu tiên là 1, còn không gọi là 3. Câu 2, câu 12, có bao nhiêu học sinh xem TV từ 20 tới 25? Hai đứa. Rồi giờ tới câu thống kê nè. Câu 1, mẫu số liệu nào? Ồ, mẫu số liệu đã cho là mẫu ghép nhóm, đúng. Câu B, cỡ mẫu là 30, mấy em cộng lại 8 cộng 7, 15, cộng 5 là 20, cộng 10 là 30, đúng luôn. Điểm trung bình là 7.9, làm sao biết? Tính giá trị đại diện, ngày 6 rưỡi, 7 rưỡi, 8 rưỡi, 9 rưỡi. Xong mấy em nhân lại, chia lại cho cỡ mẫu. 6 rưỡi nhân 8 cộng 7 rưỡi nhân 7 cộng 8 rưỡi nhân 10 cộng 9 rưỡi nhân 5 chia 30 mấy em. 7.9 là đúng luôn.
Thế bây giờ mod của mẫu số liệu phải là 10 hay không? Sai. Mod của mẫu số liệu nó phải là nằm trong cái khoảng này nè, từ 8 tới 9. Mình không biết nhiêu, nhưng mà nó phải nằm trong khoảng từ 8, trong cái đoạn đầu đầu 8 giờ tới 9 á, không phải 10 đâu. Câu 2 cho phương trình lượng giác này, phương trình đã cho tương đương với sin pi chia 6 là sai mấy em. Các em bấm shift sin của trừ 1/2 nó ra sin của trừ pi chia 6 mới đúng. Câu B, trong khoảng từ 0 đến pi phương trình có 3 nghiệm, liệu đúng hay sai? Thế thì bây giờ mình phải giải ra cái gì? Sin 2x bằng sin của trừ pi chia 6. Xong rồi em sẽ có 2x bằng trừ pi chia 6 cộng k2pi. Hoặc 2x bằng pi trừ cho trừ pi chia 6 là 7pi chia 6 cộng k2pi. Cho nên mình sẽ có hai nghiệm là x bằng trừ pi chia 12 cộng k pi, x bằng 7pi chia 12 cộng k pi. Ok, để thì cắt ra câu này cái không đủ, không đủ đó. Ok, thế thì bây giờ nó hỏi là có 3 nghiệm trong khoảng này là đúng hay sai. Mình sẽ chạy K. Mình sẽ có trừ pi chia 12 cộng K pi. Nó phải chạy từ 0 tới pi, đúng không? Còn 7pi chia 12 cộng K pi cũng chạy từ 0 đến pi. Như giờ giải cho K thôi mấy em. Này mấy em tự chuyển vế nha. Cái này 1/12. 1/12 là mấy? 0.08. Còn cái này là 1 cộng 1/12. 1.08. Còn bên đây là K đi từ -7/12 -0.58. Còn cái này là K là cái này 1 trừ cho 7/12. Ra 0.241. Như vậy cái này á, là em lấy K bằng 1 thôi. Còn cái này em lấy K bằng 0. Vậy là có 2 nghiệm rồi mấy em. Cho nên dẫn tới cái mệnh đề B là mệnh đề sai. Câu C là tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng 0 tới pi là 3pi chia 2. Vậy em thế K bằng 1 vô đây với K bằng 0 vô đây, em cộng nó lại. Coi đúng không? Trừ pi chia 12, K bằng 1 là cộng pi. Còn này K bằng 0 là 7/12. Bằng 3pi chia 2 là đúng rồi nha. Trong khoảng từ 0 tới pi, cái nghiệm lớn nhất là bằng 1pi chia 12 là sai. Ê, chết mò, từ 0 tới pi nghiệm lớn nhất à. Nghiệm lớn nhất là các em chó này 1 nữa coi. Pi trừ cho pi chia 12 là 11 pi chia 12, vậy này là đúng. 11 nó có hai nghiệm thôi, một nghiệm là 11 pi chia 12 với một nghiệm là 7 pi chia 12. Thế thì cái nghiệm lớn nhất đúng rồi. Nghiệm lớn nhất là 1 pi chia 12 đúng. Ok. Rồi bây giờ tiếp tục câu 3 nha. Này sai sai cũng đúng. Cho dãy số, khi đó dãy số đã cho không phải cấp số cộng, liệu đúng hay sai? Cái này nó cộng 3, này cộng 3, cộng 3, cộng 3, cộng 3. Rồi nó là cấp số cộng nên này sai. Số hạng U1 trừ 1 là đúng. Nếu dãy số đã cho là cấp số cộng thì công sai là 2, sai. Công sai là 3 mới đúng. Tổng tất cả các số hạng của dãy số bằng 56, vậy mình cộng thủ công đi. Giải này cũng ngắn mà bà con. Suy nghĩ chi phức tạp. Đúng. Rồi tới câu 4. Cho tứ giác tạo thành bốn góc của một cấp số nhân. Có công bội là 2, quy là 2. Khi đó
số đo góc nhỏ nhất. Ô, nói chung là cái này là mấy em phải gọi 4 góc rồi. Alpha 1, alpha 2. Ờ, 4 góc như thế này nè. Alpha 1 và alpha 1 nhân 2. Rồi alpha 1 nhân 4. Rồi alpha 1 nhân 8, hiểu không nè. Cứ mỗi cách nó cấp nhân 2 lên, không gọi là 2 mà. Vậy em có sẽ có tổng 4 góc alpha này là 1 cộng 2 cộng 4 cộng 8 là nhiêu alpha 1. Này ra 7, 15 alpha 1 bằng 360. Tổng 4 góc một tứ giác là 360 em. Cho nên em tính ra được alpha 1 rồi, là có hết rồi. Mười lăm, 360 chia 15, 24 độ. Góc nhỏ nhất là 24 là đúng. Góc lớn nhất 196, em lấy 24 nhân 4 rồi. Ủa, 24 nhân 8 chứ. 192, vậy sai. Tổng số đo lớn nhất với nhỏ nhất mình cho 220. Lấy 192 cộng nhiêu 24. 216 mới đúng, sai luôn. Số đo góc lớn nhất trừ số đo góc nhỏ nhất bằng 168. Ok. 24 x 8 trừ 24. 168 đúng rồi. Như vậy là đúng, sai sai đúng. Tiếp. Bây giờ câu 1 này nó cho em đường kính là 60, tức là EG là 30 nha. Xong nó kêu em quét một cái cung AB, là quét từ đây qua đây. Rồi bây giờ em tính làm sao? Một vòng tròn đó là 360 mà mình có 12 số. Em lấy 36 chia 12. Là mỗi số là 30. Em đi từ số 2 đến số 12 là 2 số, từ đây xuống đây là 1 2 3. Vậy tổng cộng là 5 số. Chỉ cái góc alpha của em á là 5 nhân 30 là 150 độ. Mà nó theo tính cung. Cung là L bằng alpha nhân cho R. Alpha nhớ đổi ra đen nha bà con. Nhân bi. Rồi nhân R 30. Ra nhiêu? 78,5. Làm cho nó hơn phần chục. 78,5 cm. Câu 2. Có bao nhiêu giá trị nguyên để phương trình này có nghiệm? Chuyển trừ M ở đây là sin x bằng m cộng 1. Cho nên á, cái m cộng 1 này phải đi từ trừ 1 tới 1, dẫn đến việc m phải đi từ trừ 2 đến 0. Trừ 2 tới 0 là có 3 số nguyên nha. Câu số 3 nó cho các em cái vệ tinh đó, và cái công thức chiều cao xác định bởi cái này. Ok, người ta cần thực hiện khi mà cái vệ tinh này cách mặt đất 250 cây số. Ok, trong khoảng thời gian 60 phút đầu tiên cả lúc vệ tinh bay ở đảo, hãy tìm thời điểm để thực hiện thí nghiệm đó. Rồi mấy em thế 250 cây số vô đây, hiểu không nè. Coi xếp son ra tê bằng nhiêu là xong. Hiểu không nè, làm cho tới hàng phần chục nha. 250 bằng 550 cộng 450 nhân cos của bi chia 50 tê. Xếp son, nhớ dò trong khoảng 60 phút đầu tiên nha. Rồi cho nó 30 phút luôn đi. Là ra 36,6 phút nha. Vậy đáp án là 36,6. Câu 4 là tìm số hạng thứ 5. Cứ tìm từ từ thôi em. Nó cho U1, U2 phải không? U1 bằng trừ 1, U2 là 3. Vậy em coi nè, UN cộng 1 là gì? U3 bằng UN là U2, UN trừ 1 là U1. Đó, thấy không? U2 là 3, 2U1 vậy là ra trừ 2, vậy là ra 1. Tiếp, U4 thì lại là U3, đúng không? Cộng 2U2, thấy không? U3 là 1, cộng 2 x 3 là 7. U5 thì lại là U4 cộng 2U3, như là U4 là 7 cộng 2U3 là 1. Vậy nó là 9 nha. Cho nên đáp án của câu 4 là 9. Ok.
Câu số 5, cái bài toán trồng lon sữa. Một hội chợ xếp 900 hộp sữa theo quy luật. Ở hàng trên là hàng trên cùng có một hộp sữa. Tức là tổng á, tổng SN đấy. SN phải là 900 hộp. Ok. Vậy giờ cái này em phải hiểu nè, U1 là 1, còn D là 2. SN là 900 tìm N coi nó nhiêu hàng. 900 bằng 2U1 là 2 cộng N trừ 1 nhân D là nhân 2. Tất cả chia 2 là nhân N. Xếp số bà con. 900 bằng 2 cộng N trừ 1 nhân nhìn N coi nhiêu hàng. Ba chục hàng, nhưng mà nó không có hỏi số hàng đâu, nó hỏi cái hàng dưới cùng á có bao nhiêu hộp sữa, tức là tiêu ứng U30 là U1 cộng 29D. U1 là một hộp cộng 29 nhân 2 là này 58 là 59 hộp nha. Mình sẽ có 59 hộp tất cả. Câu cuối cùng, viết thêm 4 số vào giữa số 160 và 5 để có được một cấp số nhân gồm 6 số hạng. Ok. Thế thì chúng ta thừa biết là cái U1 là 160. 4 số ở giữa. Thì là cái này U6 là bằng 5 à. Tính tổng tất cả. Vậy giờ mình đi tìm quy cái quy mũ 5 là bằng 5 chia 160. Vậy là Siga đúng rồi, 5 chia 160 1/32, tức là quy mũ 5 bằng 1/32. Như vậy quy là mấy? Căn bậc 5 của ANS 1/2 mấy em. Mà nó kêu tính tổng là em tính S6 là bằng U1 nhân quy mũ 6 trừ 1 chia quy trừ 1. U1 là 160 nhân quy mũ 6 là 1/2 tất cả mũ 6 trừ cho 1 chia 1/2 trừ 1. Thế do mấy em 0.5 mũ 6 trừ 1 chia 0.5 trừ 1 315 nha. Đáp án là 315 nha. Ok, kết thúc video và chúc các em sau tốt. Bye bye.